chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cá sốc có đủ kiến phai cho mọi người cùng xem nhé. Chắc chắn món này sẽ làm cho mọi người không thể nào mà chịu đựng được ha. Mọi người cùng xem mình làm nha. Thèm lắm mọi người ơi, nhìn muối thôi ực nước miếng rồi mọi người ạ. Nhìn kiến nó ngon quá mọi người nhỉ, kiến toàn trứng không à. Cái này do cái cối của mình hơi bị nhỏ cho nên là mình trộn trong cái son nha. Mọi người thông cảm nha. Nhưng mà nhìn rất là ngon luôn. Wow, mọi người có thấy hấp dẫn không? Trời ơi, ai mà đi làm xa đấy. Trời ơi, chị uống được luôn đấy. Trời ơi, lại chỗ à. Ngon lắm đấy mọi người ơi. Cái này mà làm xong để lại lưu lại cái video á, bữa sau mình coi. Trời ơi, lại thèm tiếp. Thôi ăn thôi mọi người. Quá tuyệt vời luôn mọi người, em bé nó còn ăn được, tại vì nó rất là ngon luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người sức khỏe nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye, hẹn lần sau nha.